chào các bạn, nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chậu cây hình liên. Đây là chậu cây hình liên đây ạ. Nó cao khoảng cỡ 40-50cm nha quý vị. Đây. Dạ. Đây ạ. Thấy gì đây ạ? Đây là gốc. Đây là gốc cây hình liên ạ. Rồi. Bông của hoa hình liên thì nó màu vàng, nở rất là đẹp luôn, nở liên tục. Đây ạ. Cây này nếu như mà mình trồng là lâu năm á, nó có thể cao tới 4-5 mét nha quý vị. Thường thì với công trình trồng cây mà trồng điểm nhấn thì trồng cây khoảng cỡ cao khoảng cỡ 2 mét, cây thân cứng cáp là nó ra hoa rất là đẹp luôn. Còn trồng các dự án công trình bình thường thì trồng cây khoảng cỡ tầm này 40-50cm. Rồi, xin cảm ơn quý vị ạ. Quý vị có nhu cầu mua cây hình liên này thì hãy liên hệ tới vườncay.vn. Chúng tôi là chuyên cung cấp sỉ và lẻ cây hình liên này. Xin cảm ơn ạ.